Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Đồng Sơn của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một căn nhà đang bán tổng diện tích là 519m2, có 165m2 thổ cư, chủ kêu giá là 1,7 tỷ. Để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Thì trước tiên đó là nhà mình là mặt tiền view sông Chợ Gạo này luôn nha anh chị. Thì con sông này là con sông Chợ Gạo á, anh chị xem nè, xà lan á là qua lại suốt ngày luôn ha. Sông này rất là lớn luôn nha. Ở đây là thuộc về xã Đồng Sơn. Cái vị trí mà căn nhà em muốn giới thiệu cho anh chị hôm nay á là nó sẽ gần với cái chỗ miếng đất mà ở Đồng Sơn mà tụi em mới vừa bán cách đây 1-2 ngày đó anh chị. Nhà này của mình thì cũng nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa luôn. Tổng diện tích là 519m2, trong đó là có 165m2 thổ cư luôn. Mặt tiền bề ngang mà mặt tiền đường lộ nhựa bề ngang là 30m27, còn chiều dài là khoảng 17m nha anh chị. Chủ kêu giá là 1,7 tỷ nha. Giá này thì mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để thương lượng luôn. Đường này là đường nhựa và có tên đường luôn nha anh chị. Đó, sông rất là lớn luôn ha. Xà lan rồi nè, xà lan lớn, đi lại là thoải mái luôn. Rồi tới cái con đường nhựa xong là sẽ tới cái căn nhà. Thì đây là căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị nè. Vị trí rất là đẹp luôn ha. Xung quanh đây là dân cư rất là đông luôn, mà đường đi thì cũng thông thoáng nữa. Ở đây là thuộc về xã Đồng Sơn của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Từ cái vị trí ngôi nhà của mình á, mà anh chị đi qua ủy ban hay là chợ trường học của xã Đồng Sơn á, thì anh chị sẽ đi qua một cái đò, đó là đò Ninh Đồng. Xong rồi anh chị cái bến đò nó sẽ nằm ở hướng đằng đây nè anh chị. Nó cái bến đò nó sẽ nằm ở hướng đằng đây nè. Thì anh chị đi qua một cái đò, xong rồi anh chị chạy ngược xuống đây tầm khoảng 3 đến 4 cây số thôi là mình sẽ tới ủy ban trường học chợ của xã Đồng Sơn luôn. Một lát em sẽ mở cái định vị lên để cho anh chị xem nha. Nhà của mình á anh chị, cái vị trí nhà hiện tại là sẽ gần 4 cái chợ. Một á là chợ của xã Đồng Sơn, hai là chợ Quân Long, hoặc là chợ đối diện với chợ Quân Long nữa là sẽ có chợ Thạnh Nhật, hoặc là còn một cái chợ nữa mà em quên tên rồi anh chị ơi. Thì ở đây là điện nước wifi là có hết luôn nha anh chị. Đây có cả đèn đường luôn ha, xung quanh là dân cư rất là đông luôn. Thì đây là căn nhà mà em muốn giới thiệu cho anh chị nè. Đó, nhà xây rất là kiên cố luôn nha. Thì tổng diện tích nhà là 519m2, trong đó là có 165m2 thổ cư luôn. Mặt tiền bề ngang là 30m27. 30m27 là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái khoảng mà cái mí cây me ở đây nha anh chị. Mình sẽ đo dài qua bên đây là 30m27. Nhà mình giống như là được hai mặt tiền luôn á anh chị. Một là mặt tiền đường lộ nhựa này, hoặc là ở bên hông đây thì em thấy còn một cái con đường đi nữa. Đường này cũng là đường thông luôn, nó sẽ thông qua cái nhánh đường mà song song với cái con đường nhựa này luôn á anh chị. Ngang là 30m27 là sẽ tới ngay chỗ cái vị trí ở đây. Đó là cái khoảng ở đây nè, có cái cây trụ ranh giới luôn nè. Đây chắc là nó khoảng ngay chỗ cây trụ này ha anh chị, là 30m27 nha. Chiều dài là khoảng 17m. 17m là nó sẽ chạy dài hết theo cái mí nhà luôn. Đây anh chị xem nè. 17 là nó sẽ chạy dài hết cái mí nhà là ngay chỗ khoảng cái bụi chuối ở đây nha anh chị. Thì ở bên đây là mình sẽ còn một cái con đường nhỏ nữa. Đường này thì cũng là đường thông luôn, nói chung là như là đường công cộng luôn á. Đây nó sẽ thông qua bên cái con đường song song ở bên đây. Nhà này là mặt tiền cái con đường lộ ở bên kia á anh chị. Hình như là lộ bên đó là đậu đá xanh á, nhưng mà cái nhà này là mặt tiền đậu đá xanh bên đó luôn á. Từ vị trí nhà này á mà anh chị đi chợ trường học ủy ban của xã Đồng Sơn thì trung bình là tầm 5 đến 10 phút nha. Rồi thì để em sẽ đi vô em giới thiệu nhà cho anh chị ha. Nhà thì xây giống như là kiểu nhà ba gian của ngày xưa á anh chị. Nhưng mà xây rất là kiên cố, rất là đẹp luôn nha. Nhà này về mình quét dọn lại, anh chị sắm thêm đồ nội thất vô là anh chị có thể ở rồi. Hai bên hông là còn một khoảng đất trống rất là rộng luôn. Đây, ở bên đây là còn một khoảng đất trống nè. Từ ngay chỗ cái mí cây dừa này chạy dài vô đây nè. Hoặc là ở mé bên đây là cũng còn một khoảng đất trống luôn. Nó về anh chị cứ trồng cây trái vô thôi. Mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. View sông Chợ Gạo luôn, rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là căn nhà của mình nè. Ở phía ngoài là em thấy anh chị xem nè, dán gạch lên tới nóc luôn nha. Có đóng la phong là đầy đủ luôn. À, còn một cái nữa anh chị. Anh chị xem nè, xung quanh đây ha, được một cái là nhà mình á, chủ người ta đổ nền rất là cao luôn. Nhà của hàng xóm xung quanh là em thấy khá là thấp luôn á. Thì nhà của mình á, đất á là nó sẽ thấp ở dưới, nhưng mà chủ người ta đổ nền cao lên tới đây luôn nè anh chị. Đó, hơn nửa mét luôn á là người ta mới xây cái nhà nha. Cho nên là nền rất là kiên cố luôn nha. Đổ cao ráo hết rồi, cho nên là anh chị cứ việc yên tâm.
nhà xây kiểu ba gian ngày xưa á. Thôi anh chị xem nè, vô cái là thấy sáng trưng liền luôn á. Cây đồ nè, đòn tay đồ rất là chắc chắn luôn ha. Mái ngói đỏ luôn. Đây là cái không gian phòng khách của mình nè. Thì ở bên đây là cửa sổ luôn ha. Ôi, mấy cái cây này rất là chắc chắn luôn nha anh chị. Đó, đây là không gian phòng khách. Còn ở bên nhà mình là được 3 phòng ngủ nha. Thì bên đây là phòng ngủ thứ nhất nè. Đó, phòng ngủ thứ nhất thì cũng có cửa sổ luôn, nhìn ra bên hông. À, ở trong nhà thì chưa có đóng la phong đó, nhưng mà sử dụng mái ngói thì cũng khá là mát mẻ luôn. Về anh chị mình muốn đóng la phong thì mình đóng, còn không thì mình cứ để như vậy mình ở thôi. Đây là qua phòng ngủ thứ hai nha, cũng có cửa sổ luôn ha. Thì như anh chị thấy nè, thường mà mấy cái nhà mà của ngày xưa anh chị người ta xây là người ta xây cái giường chắc chắn như thế này nè, người ta đổ bằng xi măng lên luôn. Còn bây giờ thì nó sẽ hiện đại hơn, là mình mua giường tre, hay là nói chung là mình mua giường mình nằm, hoặc là mình có thể lót trực tiếp nệm ở dưới sàn để mình nằm luôn. Chứ ngày xưa là người ta hay xây như thế này nè anh chị. Vô mấy cái nhà xưa là mình hay thấy lắm luôn á. Đây là cái chỗ không gian sinh hoạt chung của gia đình mình nè, cũng có một cái cửa sổ luôn ha. Không gian xung quanh rất là thoáng luôn, rất là rộng rãi luôn. Rồi thì bên đây là một cái phòng ngủ thứ ba nha. Đó, nhà là có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ thì cũng gọn gọn dễ thương lắm anh chị. Đây là cửa sổ nè ha. Nhà của mình á, phòng ngủ, phòng sinh hoạt riêng, rồi một cái nhà bếp là riêng luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ đi qua cái nhà bếp cho anh chị xem ha. Nhà là mấy cái cửa này sử dụng cửa gỗ cũng khá là kiên cố chắc chắn luôn á anh chị. Nói chung là nhà em thấy xây rất là ngon, rất là đẹp luôn á. Đổ nền, đổ móng á là kiên cố hết luôn á. Về là anh chị mình cứ việc mình sắm đồ nội thất xong là mình vô mình ở thôi. Thì bên đây là không gian nhà bếp của mình nè. Nhà bếp chứ cũng rộng lắm nha. À, đây là chỗ nấu ăn nè ha. Anh chị về mình sắm bếp ga hay gì đó, ở dưới đây thì mình gắn thêm mấy cái cửa vô, xong rồi mình để mình chứa đồ thôi. Bên đây thì có nhà vệ sinh. À, nhà mình thì chỉ có một cái nhà vệ sinh nấu bên đây thôi nha. Còn đây là một cái chỗ sàn nước nè, giống như là mình có thể rửa chén này kia đó. Mình để đồ, mình rửa chén đồ này kia là được ha. Bên đây thì cũng có một cái cửa sổ luôn. Đó, bên đây là còn, nói chung là hai bên nhà là còn một khoảng trống rất là rộng luôn. Thì anh chị mình có thể trồng những loại cây trái mà mình thích vô, mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Điện nước wifi là có đầy đủ luôn. Nhưng mà ở đây do là hiện tại là chủ không có ở, cho nên là người ta đã cắt điện rồi. Thì khi nào mà anh chị mình về đây ở thì mình đăng ký, mình sẽ kéo điện nước với lại wifi vô rồi mình xài nha. Ở đây thì kéo được hết, cho nên là anh chị cứ yên tâm. Rồi thì để em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. Thì trước tiên á, nhà của mình là sẽ nằm ở hướng đông nam nha anh chị. Đây anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh này là vị trí mà em đang đứng ở nhà của mình nè. Đó, xung quanh đây là dân cư rất là đông luôn. Thì đây là cái mặt tiền mà đường lộ nhựa phía trước nè. Đó, cái bên hông là có một cái con đường mà em nói với anh chị nè, là nó sẽ thông qua cái con đường ở bên phía sau bên đây luôn. Đó, coi như là nhà mình giống như được hai mặt tiền rồi ha. Phía trước á, sông này là sông Trà nè anh chị, là con sông rất là lớn luôn nha. Xà lan chở công hay là xà, nói chung là xà lan là chạy thoải mái luôn á. À, từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị đi qua chợ Đồng Sơn nè, ủy ban trạm y tế của xã Đồng Sơn là tầm khoảng 4 cây số nha. À, nó sẽ có một cái con đường đi trực tiếp luôn, hai là nó sẽ có một cái con đường đi phà. Thì ở đây á, nếu như mà anh chị mình đi qua đò qua đò thì anh chị xem nè, từ ngay chỗ cái vị trí của mình ở đây ha, anh chị đi tới bến đò Ninh Đồng nữa, anh chị qua đò xong là mình đi tầm khoảng 3-4 cây số nữa tới đây là mình sẽ tới ngay chỗ chợ Đồng Sơn nè. Đây chợ Đồng Sơn ha, xung quanh đây là rất là đông luôn nè. Đó, chợ Đồng Sơn, siêu thị Bách Hóa Xanh đồ nè ha, tiệm tạp hóa đầu bên đây là có ủy ban Đồng Sơn, có trạm y tế của xã Đồng Sơn luôn. Thì em cho trung bình anh chị đi là khoảng 10 phút nha. Một là anh chị có thể đi chợ Đồng Sơn, hai là mình sẽ đi chợ Quân Long. Đối diện với chợ Quân Long là sẽ có chợ Bình Phục Nhất. Lúc nãy em nói lộn là chợ Thạnh Nhật đó anh chị, nhưng mà là chợ Bình Phục Nhất nha.
Nè, từ ngay chỗ vị trí của mình nè, đó đây là vị trí nhà mình ha, thì anh chị đi một xíu nữa là sẽ tới chợ Quân Long nè, chợ Bình Phục Nhất ở bên đây luôn. Đó, mình đi thì cũng tầm khoảng 2 đến 3 cây số là mình sẽ tới nha. Còn mà trường học á thì ở đây á, là em thấy là có trường tiểu học Đồng Sơn 2 nè. Bên đây thì có trường Long Thạnh, hoặc là bên đây nữa là trường Quân Long, trường Bình Phục Nhất, nói chung là xung quanh cũng rất là nhiều luôn. Anh chị đi trung bình là khoảng 5 đến 10 phút thôi nha. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là 57 cây số. Anh chị đi khoảng 1 tiếng rưỡi thôi là mình sẽ về tới đây nha. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị về tới thành phố Mỹ Tho ha là khoảng 26 cây số nha. Mình đi khoảng 40 phút thôi là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho ha. Còn mà từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi về tới thị trấn Tầm Du. À, từ đây anh chị qua thị trấn Tầm Du sát bên anh chị 13 cây số nữa thôi à. Đây nè, từ vị trí của mình á, anh chị qua tới thị trấn Tầm Du nè là khoảng 13 cây số nữa, mình đi có 21 phút thôi là mình qua tới thị trấn Tầm Du rồi ha. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi tới thị trấn Vĩnh Bình. Từ đây á, mà mình về tới thị trấn Vĩnh Bình đi ha là khoảng 25 cây số. Mình đi là 36 phút là mình về tới thị trấn Vĩnh Bình nha anh chị. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi về tới thị xuống tới thị xã Gò Công á thì trung bình là khoảng 34 cây số nha. Anh chị đi là 45 phút là mình về tới thị xã Gò Công ha. Còn mà từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi về tới thành phố Tân An. Thành phố Long An của đây, mình đi về tới thành phố Tân An của Long An á là 20 cây số nha. Mình đi 33 phút là mình sẽ về tới thành phố Tân An ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, nhà của mình á là nằm ở mặt tiền đường nhựa, mặt tiền sông chợ gạo luôn. Tổng diện tích là 519 mét vuông, trong đó là có 165 mét vuông thổ cư. Mặt tiền bề ngang á là 30m27, chiều dài trung bình là khoảng 17m nha. Chủ kêu giá hết luôn là 1 tỷ 7. Giá cả thì anh chị cứ đi xem nhà rồi mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Nhà là mặt tiền đường nhựa, view sông chợ gạo luôn nha anh chị. Sông này là một con sông rất là lớn luôn ha. Thì tụi em mới vừa bán một cái miếng đất cũng nằm ở trên mặt tiền này và trên cái con sông chợ gạo này luôn đó anh chị. Nhà này xây rất là kiên cố, rất là đẹp anh chị ơi. Anh chị muốn tìm một căn nhà vừa nghỉ dưỡng ha, mà view sông nước thì mình có thể quan tâm tới căn nhà này nha. Rồi nếu như mà anh chị muốn đi xem á thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp cho bên nhà đất Quyền Trang. Tụi em sẽ dẫn anh chị đi xem nhà nè, rồi mình gặp trực tiếp với chủ luôn ha. Ở đây á, mà chợ, trường học, ủy ban á, là anh chị đi tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi ha. Wow, anh chị xem nè, cũng khá là yên bình luôn anh chị. Chiều chiều ha, mình có thể ra đây nè, mình ngồi mình ngắm cảnh ha, mình hóng gió đồ. Nó mình nhìn xà lan chạy nè anh chị xem, xà lan chở công là đi ngang đây luôn ha, là biết con sông này rất là lớn luôn rồi. Em thấy cũng có khá là nhiều anh chị ở bên em á tìm mặt tiền sông chợ gạo này nè. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Xung quanh đây là dân cư đông lắm cho nên là anh chị cứ yên tâm, ở đây là cũng không có sợ buồn đâu. Rồi mấy ba anh chị nha.